Xin chào tất cả mọi người, xin tự giới thiệu, mình là Tài, chủ của trang trại nuôi yêu sao Tín Tài. Thì nếu như mọi người thường xuyên theo dõi những video của trang trại Tín Tài ở trên Facebook hay là trên YouTube thì cũng biết đến gương mặt của mình rất là nhiều. Mình xuất hiện cũng rất là lâu rồi, thì trang trại cũng hoạt động về cái sản phẩm nuôi yêu hiện nay phát triển qua 64 tỉnh thành, chuyển đến toàn quốc. Rất nhiều anh chị khi mà tìm hiểu đến sản phẩm nhung hươu tươi thì cũng đã biết đến trang trại hươu sao Tín Tài. Thì ở video ngày hôm nay thì trang trại muốn giải đáp những cái câu hỏi về cái sản phẩm mà gần đây mọi người cũng điện đến trang trại và hỏi rất nhiều. Thì Tài cũng làm cái video ngắn này để giải thích, để cho mọi người hiểu hơn về cái sản phẩm, cách dùng sản phẩm như thế nào. Đấy, thì mọi người ai mà có nhu cầu mua nhung hươu tươi thì hãy để lại số điện thoại ở bên dưới video này, hoặc hãy liên hệ với trang trại Tín Tài qua hai số điện thoại là 0903 291 899 hoặc là 0966 592 159 mọi người nhé. Cả hai cái số điện thoại này thì trang trại đều có sử dụng Zalo, nên mọi người có thể add Zalo để trang trại Tín Tài tư vấn kỹ hơn. Thì ngày hôm nay trang trại Tín Tài là chuẩn bị chuyển một cái cặp nhung này, là cặp nhung 6,7 lạng, về Sài Gòn cho anh Thịnh mọi người nhé. Và anh Thịnh mua lần thứ hai rồi, nên là anh đặt cho trang trại gửi kèm theo 3 lạng cao luôn. Thì tiện có sản phẩm như thế này thì Tài cũng làm một video ngắn rồi, trước khi gửi cặp nhung và 3 lạng cao này cho anh Thịnh. Thì ở video ngày hôm nay Tài muốn làm để hướng dẫn mọi người cách sử dụng cao hươu để mang lại hiệu quả và dễ sử dụng nhất. Thì cao hươu cũng giới thiệu luôn cho mọi người, cao hươu là một cái sản phẩm mà trang trại tập trung vào rất nhiều. Đấy, nó cũng tăng được cái uy tín, và từ cái cao hươu này mọi người sử dụng tốt và quay lại mua nhung hươu của trang trại rất nhiều. Hay là cũng là từ khi mọi người sử dụng nhung hươu tin tưởng trang trại và quay lại mua cao hươu cũng rất là nhiều. Cái sản phẩm cao hươu này nó rất là tốt cho xương khớp và cái sức đề kháng, sức khỏe của con người. Và trang trại cũng chia sẻ những cái video trước đây nói về cái tác dụng của nó. Thì ở cái video ngày hôm nay cũng muốn chia sẻ để cho mọi người hiểu được hơn. Và rất nhiều anh chị, cô chú bác là gọi đến trang trại hỏi về cái cách sử dụng cao hươu như thế nào để dễ sử dụng và mang lại các cái tác dụng tốt nhất. Thì ở video này Tài cũng đang ngắn thôi, nhưng mà nó sẽ đầy đủ hết cho mọi người. Để khi mà xem được cái video này thì mọi người có thể là đặt mua cao hươu từ trang trại, có thể tự sử dụng mà không cần phải hỏi trang trại về cách sử dụng nữa. Đối với cao hươu này thì trang trại Tín Tài là đóng gói rất là cẩn thận mọi người nhé. Khi nấu xong thì nó thường là sẽ mất 3 ngày 3 đêm. Đấy, cái thời gian chuẩn là như vậy. Thì nó sẽ được một nồi cao, khi xong thì trang trại sẽ chia ra thành từng lạng nhỏ như thế này, đóng gói và hút chân không cẩn thận, vận chuyển để cho mọi người yên tâm là khi mà đã thành cao rồi phải để bên ngoài một thời gian rất là lâu, yên tâm là nó không ảnh hưởng gì đến chất lượng hết. Thì khi đóng gói như thế này về mọi người sử dụng, nếu như mà các anh uống được rượu thì các anh nên sử dụng bằng cách là ngâm rượu. Thì một lạng cao như thế này thì mọi người là các anh nên là sử các anh các chú nhé, các bác thì sử dụng ngâm với 1 lít 1,5 lít mọi người nhé rượu. Và cái rượu ngâm như thế này thì khuyến khích là khoảng trên dưới 40 độ, sát sát thôi, khoảng 40 độ thế nhé mọi người. Ngâm cao này sau tổng khoảng 10 ngày là chúng ta có thể dùng được. Mỗi một buổi tối thì chúng ta nên sử dụng 1 đến 2 ly nhỏ, một ngày nên sử dụng 1 lần thôi, tại vì nó rất là bổ, nên là chúng ta sử dụng giống kiểu là không nên sử dụng nhiều quá mọi người nhé, dùng sử dụng ít thôi để cho cơ thể nó kịp hấp thụ một cách tốt nhất và có lợi nhất cho mọi người. Thì ngoài ra, ngoài ngâm rượu, ngoài cái cách ngâm rượu ra thì mọi người có thể sắt lát ra. Thì một lạng cao như thế này thì mọi người chia ra thành 20 miếng, mọi người dùng dao, mọi người sắt lát rất là đơn giản thôi. Chia ra thành 20 miếng nhỏ, mỗi miếng tương ứng với 5 gram. Mỗi người sử dụng 1 lần
là 5g, mọi người hòa với cốc nước sôi. Đây thì Tài cũng đang chuẩn bị cốc đây và cũng ngâm sẵn một lạng đây rồi. Thì thường ấy, cái cam này nó rất là tốt cho cái xương khớp về sau, nên là thi thoảng Tài vẫn sử dụng để cho xương khớp mình về lâu dài nó có một cái gọi là vững vàng nhất trong cuộc sống này, thì không tránh được những cái bệnh như thoái hóa đau nhức xương khớp về sau. Về già tuổi của chúng ta là những cái dưỡng chất chúng ta ăn vào nó hấp thụ không thể đủ cho xương khớp được đấy, nó sẽ có những cái thành phần lão hóa đi và chúng ta sẽ mang những cái bệnh về xương khớp. Nếu như chúng ta không kịp thời bổ sung bồi bổ cho nó thì tất nhiên không được chăm sóc thì nó sẽ sinh ra bệnh. Thì vì vậy nên cái sản phẩm này, cao hiếu này, nó không là sản phẩm là dùng để chữa bệnh mọi người nhé, nó là sản phẩm để dùng bồi bổ và nâng cao sức khỏe, ngăn ngừa những cái bệnh về sau để giúp chúng ta có một cái sức khỏe tốt nhất để hưởng thụ cuộc sống đấy. Thì Tài là thường hay sử dụng, Tài ít uống rượu lắm, không hay uống rượu đâu. Đấy, bản thân thì đôi khi bạn bè là vui vẻ thì uống thôi, cái rượu nó không hề tốt cho sức khỏe nên là cũng không nên quá lạm dụng. Đấy, thì thường Tài sẽ sử dụng là bằng cách Tài sắt lát sẵn ra rồi và ngâm với một chút mật ong mọi người ạ. Đấy, thì mỗi một lát như này, mỗi một lát cao như này thì Tài là sẽ sắt lát ra là 5g ấy, như Tài vừa nói ấy, tức là sẽ là 5g mọi người nhé, cho mọi người xem sát đây, đây một cái lát cao nhé, 5g đấy, thì sẽ cho vào cái cốc sẵn và lấy tầm khoảng 2-3 thìa mật ong. Cái mật ong này là mật ong rừng, trang trại là ngâm cả nhung hiêu và cao hiêu sử dụng cái mật ong rừng rất là chất lượng luôn ấy. Đấy, 2-3 thìa mật ong và cho như này, sẽ rót nước vào mọi người ạ. Đây Tài sẽ đi vào. Đấy. Thì quên chưa cắm nước sôi, hôm nay là định cắm nước sôi để thị hành luôn, để sử dụng luôn. Thì đại khái là như vậy. Đấy, thì mọi người hòa vào một cái cốc nước. Đấy, thì theo cái lượng nước mà mọi người dùng, không có một cái quy định gì cả. Ai uống ít thì đổ ít, ai uống đặc đổ đặc, ai uống loãng thì đổ loãng. Pha và mọi người uống vào buổi tối hoặc buổi sáng đều được. Tại vì cái cao hiêu này thì nó giúp cho chúng ta là ăn ngon, ngủ tốt, nên là mọi người không sợ phải dùng buổi tối đâu. Dùng buổi tối càng tốt, càng giúp cho chúng ta ngủ sâu hơn. Đây là một cái cách thứ hai, mà cái cách này là hợp với Tài, nhưng mà tuy nhiên lại đôi khi lại không hợp với mọi người. Có những anh thích uống rượu hơn, ngâm rượu thì dễ uống hơn, thì chúng ta chọn cách ngâm rượu. Ngoài hai cái cách này ra thì mọi người có thể cũng như thế này, mọi người lượng mật ong tầm khoảng 1-3 thìa mật ong và một cái 5 lượng cao này mọi người cho vào nồi cơm, mọi người hấp tầm khoảng 15 phút, mọi người lấy ra mọi người ăn cái mật ong đấy và ăn cả cái lát cao luôn nhé, ăn cả cái cát lát cao luôn. Đấy là cách thứ ba nhé. Ngoài ba cách ra thì mọi người cũng mỗi một lần 5g, mọi người nấu cháo mọi người cho vào ăn với cháo cũng rất là tốt. Thì đây là những cái cách mà chúng ta dùng để sử dụng cao hiêu. Cũng rất nhiều anh chị cô chú bác gọi đến trang trại chúng ta và hỏi về cái cách sử dụng, nên là hôm nay là Tài làm cái video này để giải đáp cho mọi người. Đấy, để anh chị của chú bác mình là có thêm kiến thức về cái sản phẩm như vậy. Thì mọi người ai có nhu cầu mua nhung hiêu tươi thì một lần hoặc là cao hiêu thì vui lòng để lại số điện thoại ở bên dưới video này. Trang trại là Tín Tài sẽ có nhân viên tư vấn kỹ hơn cho mọi người. Hoặc hãy liên hệ với trang trại qua hai số điện thoại là 0903 291 899 hoặc là 0966 592 159. Trang trại là Tín Tài là sẽ tư vấn kỹ hơn cho mọi người đối với sản phẩm nhung hiêu như thế này mọi người nhé. Thì đây là cặp nhung để trang trại chuẩn bị gửi cho anh Thịnh rồi. Thì khi mọi người mà liên hệ với trang trại, mọi người hãy nói cái yêu cầu của mình là muốn mua trong khoảng mấy lạng. Thường thì trang trại cắt là mỗi cặp sẽ dao động từ 5 lạng tầm khoảng 1.3 cân, giá thì tùy theo cái thời điểm thị trường. Nhưng một cái niềm tin mọi người nên nhớ là trang trại là chỉ cung cấp tươi nguyên như thế này, chuyển đến cho mọi người là đang còn tươi nguyên như thế này.
tự tay mọi người làm cái sản phẩm Nhung Hiêu này để mọi người chế biến, mọi người dùng thì mọi người sẽ yên tâm tuyệt đối về cái sản phẩm, nên là chúng ta không cần lo lắng về chất lượng sản phẩm nhé. Chuyển đến là trang trại khi quá trình cắt xong thì bịt cái vết cắt này lại thôi ạ, để cho huyết nó không bị ra ngoài và giữ tươi giữ lạnh bằng cái đá heo, nó làm lạnh được rất là tốt, đến người vận chuyển toàn quốc luôn, về đến nơi là mọi người nhận đang còn tươi nguyên như vậy, nên mọi người yên tâm tuyệt đối về chất lượng. Đối với sản phẩm sức khỏe thì trước khi để cho mọi người sử dụng thì trang trại cũng muốn để cho mọi người yên tâm nhất về cái sản phẩm. Vì vậy nên là ngày xưa thì trang trại Tín Tài là có làm những cái sản phẩm chế biến sẵn, nhưng hiện tại trang trại bỏ mọi thứ, không ngâm sẵn, không sắt lát sẵn, chỉ chuyển tươi nguyên như này về mọi người tự làm cho mọi người yên tâm, và cũng để củng cố cái chữ tín của trang trại. Đối với sản phẩm sức khỏe này là ngoài chữ tín ra, cái chữ tâm cũng rất là quan trọng. Đây là khi nấu cao hiêu này thì mọi người cứ yên tâm tuyệt đối, đây là sản phẩm trang trại Tín Tài tự tay trang trại Tín Tài nấu và sản xuất ra, nên là nó là một sản phẩm uy tín quan trọng, rất là quan trọng đối với trang trại. Thì anh chị cô chú bác nào mà có nhu cầu mà mua cao hiêu Nhung Hiêu thì hãy liên hệ với trang trại nhé. Và thấy nếu mọi người thấy video này có ý nghĩa thì vui lòng hãy ấn like hoặc chia sẻ video để nhiều người biết đến sản phẩm này của trang trại hơn. Và đừng quên hãy ấn vào nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất mà thường xuyên trang trại Tín Tài cập nhật. Nút đăng ký kênh là nút ở bên dưới, nút màu đỏ ở bên dưới bên tay phải màn hình. Mọi người ấn vào nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất mà thường xuyên trang trại cập nhật mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.